Đây là nội dung chi tiết của chương trình. Thực hiện thành công các mục tiêu toàn cầu về phát triển bền vững sẽ tạo ra ít nhất là 12.000 tỷ đô la Mỹ cho khu vực kinh tế tư nhân vào năm 2030, mà một nửa trong số đó sẽ đến từ các nước đang phát triển, trong đó có Việt Nam. Con số này vừa được Hội đồng Doanh nghiệp vì sự phát triển bền vững Việt Nam, một đơn vị thuộc Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam VCCI đưa ra tại Hội nghị Toàn quốc về phát triển bền vững. Xóa đói, xóa nghèo, hướng tới cuộc sống khỏe mạnh cùng với nguồn nước, năng lượng sạch là những ưu tiên hàng đầu trong 17 mục tiêu phát triển bền vững của Liên Hợp Quốc. Để đạt được các mục tiêu này, các diễn giả tại hội nghị nhấn mạnh Việt Nam cần hướng tới một nền kinh tế tuần hoàn, nơi không còn khái niệm về chất thải trong sản xuất và mọi nguồn lực đều được tận dụng. 99% phụ phẩm và phế liệu trong sản xuất của chúng tôi được tái chế hoặc tái sử dụng làm thức ăn chăn nuôi hoặc phân bón, vừa đem lại thu nhập vừa bảo vệ môi trường. Hầu như chúng tôi không có chất thải chôn lấp trong sản xuất. Khi mà chúng tôi có những cái sản phẩm mà được các chứng chỉ rừng FSC hoặc là cái chứng chỉ bền vững này đó, thì cái giá trị bán hàng của chúng tôi nó cao hơn và người mua nhiều hơn, đặc biệt một số nước mà người ta rất khó tính về vấn đề môi trường. Tuy nhiên, để đông đảo các doanh nghiệp đều có điều kiện áp dụng các giải pháp phát triển bền vững vào trong hoạt động sản xuất, các chuyên gia kiến nghị cần có cơ chế hỗ trợ cho các doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp vừa và nhỏ. Khi mà thực hiện cái chủ trương kinh tế tuần hoàn ấy, thì nó sẽ phát sinh thêm những cái chi phí. Là nếu trong khung khổ pháp lý và có những chính sách hỗ trợ thì nó sẽ lợi cho doanh nghiệp và lợi cả cho xã hội. Bởi vì nếu mà doanh nghiệp ấy mà xả thải ra môi trường thì độc cái chi phí mà chúng ta phải bỏ ra để khắc phục cái rác thải đó thì sẽ lớn hơn nhiều so với cái chi phí mà chúng ta hỗ trợ cho doanh nghiệp. Đáp lại kỳ vọng của doanh nghiệp, Thủ tướng khẳng định phát triển bền vững là mục tiêu bao trùm, không chỉ của một ngành, một lĩnh vực, không chỉ của môi trường mà còn là về văn hóa, xã hội, con người. Đó cũng là cách để Việt Nam nâng cao năng lực cạnh tranh, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế bền vững. Đổi mới sáng tạo là yếu tố then chốt của phát triển bền vững. Chính phủ sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi để thúc đẩy các hoạt động sáng tạo, hoàn thiện thể chế chính sách, cam kết bảo vệ hữu hiệu quyền tài sản và ý tưởng sáng tạo, hoàn thiện hệ sinh thái khởi nghiệp. Ngay tại hội nghị, Thủ tướng đã yêu cầu Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì giúp chính phủ xây dựng một chỉ thị riêng về phát triển bền vững.